Xin được kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng cập nhật thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, tại nhiều khu vực trên cả nước, ngày mai dự báo là vẫn có mưa rông, lưu ý có nơi mưa to đến rất to. Còn trên biển, gió mùa tây nam hoạt động mạnh đang gây thời tiết xấu, cảnh báo là có mưa rông đi kèm với gió mạnh. Cụ thể thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai như sau. Ở phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông. Vùng núi và trung du có nơi mưa to với lượng mưa trung bình từ 10 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm, mưa thì tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét cũng như là sạt lở đất ở vùng núi. Về mức nhiệt duy trì trong khoảng từ 24 đến 32 độ. Tương tự ở khu vực phía đông bắc bộ, thời tiết ban ngày nhiều mây, có lúc còn nắng, chiều tối và đêm chuyển mưa rông rải rác, cục bộ thì có điểm mưa vừa mưa to và dễ đi kèm với khả năng xảy ra gió giật, sấm sét nguy hiểm. Quý vị cũng cần đề phòng ngập úng cục bộ tại khu vực đô thị, vùng trũng thấp và khu vực ven sông. Về mức nhiệt thấp nhất 24 độ và cao nhất không quá 33 độ. Khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết chủ đạo là mưa, lượng mưa dao động ở đây từ 10 đến 30 mm và có nơi trên 50 mm, gió đông nam cấp 2 cấp 3, toàn vùng duy trì mức nhiệt từ 25 đến 33 độ. Tại khu vực ven biển Nam miền Trung, chiều tối có mưa rông, trọng tâm mưa là các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa với lượng mưa từ 10 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Mức nhiệt ngày vào đêm thì phổ biến trong khoảng từ 26 đến 34 độ. Đối với các tỉnh thành ở khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm mai có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Về mức nhiệt phổ biến từ 20 đến 30 độ, tiết trời ở đây mát mẻ, dễ chịu. Lui xuống khu vực Nam Bộ, thời tiết ngày mai mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, sau chuyển mưa rông, có nơi mưa to, tiềm bẩn, gió giật, sấm xét nguy hiểm đi kèm. Về mức nhiệt giao động từ 21 đến 32 độ. Trở ra khu vực thủ đô Hà Nội, dự báo thời tiết trong đêm nay và sáng sớm mai thì có mưa rông, cục bộ có điểm mưa vừa. Từ trưa chiều mai mưa ngớt, trời hướng nắng với mức nhiệt duy trì từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định. Cụ thể thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai như sau. Đối với khu vực ở phía Đông, mây thay đổi có lúc có mưa rào và rông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, về mức nhiệt giao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ. Với khu vực phía Tây, thời tiết ban ngày nắng không đều, dự báo có mưa rào rải rác, lượng mưa thấp và rất nhanh, độ ẩm trung bình 85%, còn mức nhiệt thì duy trì trong khoảng từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và các huyện lân cận, thời tiết chủ đạo ngày và đêm có mưa rông bất chợt, trưa và chiều có nơi hưởng nắng, về mức nhiệt dao động quanh ngưỡng từ 26 đến 33 độ. Cuối bản tin là thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh 3 ngày tới.